Trong một loạt bức ảnh được đăng tải trên mạng ngày 5 tháng 1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã hành quyết thêm 8 người, trong đó có 4 cảnh sát, tại tỉnh Salahuddin của Iraq. Thông điệp đăng kèm các bức ảnh tuyên bố, 8 nạn nhân này đã không thực hiện các cam kết về việc phải ngừng làm việc cho chính phủ Iraq. Dòng chữ chú thích trên các bức ảnh khẳng định họ là các sĩ quan cảnh sát, trong đó có một nhân viên cảnh sát và 3 người được miêu tả là những người cung cấp thông tin mật. Hiện chưa xác minh được danh tính 8 nạn nhân, cũng như thời điểm đăng tải các bức ảnh nói trên. Trong khi đó, liên quan tới các chiến dịch không kích IS của Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Syria và Iraq, trong 2 ngày qua, Liên quân đã tiến hành thêm 20 đợt không kích nhằm vào một số đơn vị máy bay chiến đấu, cũng như các điểm thu gom dầu của lực lượng cực đoan này. Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, các chiến binh người quốc cùng các đơn vị bảo vệ nhân dân đã giành quyền kiểm soát 80% thị trấn Kobani trên tuyến biên giới Syria-Iraq. IS hiện đang chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ của Iraq và Syria, gây ra nhiều tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc đã miêu tả một bức tranh kinh hoàng về cuộc sống ở nhiều khu vực do các phần tử thánh chiến cực đoan này kiểm soát, trong đó có các cuộc thảm sát, hành quyết, tra tấn, đào tạo lính trẻ em, cưỡng ép nô lệ tình dục. Một báo cáo mới công bố ước tính, IS đã sát hại gần 2.000 người, chủ yếu là dân thường ở Syria, trong 6 tháng cuối năm 2014 vừa qua.